Trong buổi tu tập một ngày hôm nay thì vào buổi sáng hôm nay sư sẽ chia sẻ và hướng dẫn đại chúng một pháp môn hành thiền, đó là pháp thiền niệm thí. Thì cái pháp thiền niệm thí là một trong những pháp tùy niệm, như là tùy niệm Phật, tùy niệm pháp, tùy niệm tăng, tùy niệm giới, đến tùy niệm thí, tùy niệm thiên. Đấy là những cái pháp tu để vun bồi đức hạnh. Thì pháp của Đức Phật thì mục đích là hướng đến cái sự giác ngộ, hướng đến cái trí tuệ, giác ngộ, giải thoát. Nhưng mà để mình thành tựu được trí tuệ ấy, thì trí tuệ ấy nó thuộc về minh giải thoát. Và trí tuệ ấy nó cần được vun bồi bằng những cái nền tảng của giới hạnh, của đạo hạnh, của đức hạnh. Thì có những cái hạnh như là mình giữ giới, đấy là mình đang vun bồi những giới hạnh. Và những pháp về thiền định là để mình vun bồi những cái đạo hạnh. Thì trong đó thì có những cái một pháp môn thiền định tiếp theo mà nên thực hành, đó là pháp thiền niệm thí. Niệm thí ở đây là mình niệm về cái pháp mà mình đã từng bố thí cho ai một cái vật gì đó. Thì khi mình làm phước thiện, là mình bố thí, thì cái hành động mà mình làm phước thiện bố thí ấy cũng là một cái đề mục để mình tu tâm, là một cái đề mục để mình thực hành thiền. Và từ cái sự thực hành thiền niệm thí ấy cũng có thể làm cho nội tâm của mình được thanh tịnh, làm cho các cái triền cái, các phiền não tham sân si nó được giảm bớt. Và đấy cũng là cái pháp ấy cũng hỗ trợ cho những cái pháp thực hành những pháp thiền cao hơn. Đấy là pháp thiền niệm về sự bố thí. Thì với một cái người muốn thực hành được cái pháp thiền niệm thí thì mình phải là một cái người đã từng bố thí một cái vật gì đó cho ai. Mình là một cái người, nếu cái người nào mà càng có cái tâm hào phóng, đã từng bố thí, hoan hỷ trong bố thí, thường xuyên thực hành cái hạnh bố thí, thì cái người đấy mà thực hành cái pháp thiền niệm thí sẽ rất là hoan hỷ và sẽ dễ dàng thành tựu được cái pháp thiền niệm thí này. Vậy thì mình cần phải hiểu về cái sự bố thí rồi sau đó mình mới thực hành được cái thiền niệm thí. Thì cái sự bố thí sẽ có ba phương diện hay là có ba cái cách thức để bố thí. Một là bố thí về tài vật, về những cái vật chất thuộc về sở hữu của mình thì được gọi là tài thí. Hai là bố thí về cái mặt tinh thần, tức là giảng dạy cho ai đó về những cái kiến thức mà mình đã học tập được cả về cái pháp thế gian và cả về Phật pháp, thì đấy được gọi là pháp thí. Và lĩnh vực thứ ba là vô úy thí, là mình đã giúp cho ai đó thoát khỏi những cái sự sợ hãi bất an, thoát khỏi những cái tai nạn rủi ro bất hạnh, thì đấy được gọi là vô úy thí. Vậy thì có ba cái lĩnh vực về bố thí, và nếu như mình đã từng thực hành hay đang thực hành thì mình sẽ lấy cái những cái pháp thí ấy làm đối tượng để thực hành pháp thiền niệm thí. Thứ nhất là đã từng bố thí về những cái tài vật, về những cái vật chất ở bên ngoài, tức là mình đã từng chia sẻ, san sẻ cho ai đó những cái vật sở hữu của mình. Là ở trên đời thì có những cái người thì mình có cái đầy đủ về tài sản vật chất, như là về thức ăn, hay là về y áo, về chỗ ở, hay là về thuốc men. Đấy là những cái tài sản vật chất mình có thể bố thí cho những người khó khăn, có những người thì thiếu thốn, có người đầy đủ, người mà mình có thể chia sẻ được cho những cái người còn khó khăn hơn, thì đó là tài thí. Thì khi mà mình bố thí bất cứ một cái vật gì cho người khác thì cần có cái sự bố thí một cách trong sạch, bố thí với cái sự thanh tịnh, và có bố thí một cách thanh tịnh ấy thì nó mới tạo ra được những cái công đức
của cái sự bố thí. Vậy thì cái sự bố thí nó cần thanh tịnh ở ba phương diện. Một là bố thí thanh tịnh ở cái người bố thí, hai là thanh tịnh ở cái người nhận thí, và ba là thanh tịnh ở cái vật bố thí. Thì cái sự bố thí nó thanh tịnh ở người cho, đó là cái người bố thí, người cho là cái người có giữ giới, thì đấy được gọi là người có thanh tịnh. Nếu như mình là một cái người có bố thí nhưng mà mình không giữ giới, vẫn làm những việc bất thiện, thì đấy là cái sự ô nhiễm ở người cho. Và cái người nhận thí là cái người thanh tịnh, là cái người nhận thí đấy cũng là một cái người không có tội lỗi, tức là một cái người có giới hạnh, thì đấy là thanh tịnh bởi người nhận. Và thanh tịnh bởi cái vật bố thí là khi mình bố thí những cái vật ấy là cái vật do mình làm ra bằng những cái hành động thiện lành chân chánh của mình, và những cái vật đấy là cái vật có lợi chứ không phải là vật có hại. Như là mình bố thí mà mình bố thí về những cái chất độc, chất say nghiện, hay là bố thí về rượu, hay là về những cái chất say nghiện, hay là về những cái vũ khí tàn sát lẫn nhau, thì những cái sự bố thí đấy là không thanh tịnh, thì cái vật thí là không thanh tịnh. Vậy thì khi nào bố thí đấy mà nó có phương cả ba phương diện là người thí, người nhận và vật thí đều được thanh tịnh, thì cái pháp thí ấy mới là một cái pháp thí trong sạch, pháp thí ấy là pháp thí thanh tịnh. Còn đôi khi thì có sự trong sạch ở người bố thí mà cái người nhận thí không thanh tịnh, có khi là cái người nhận thí thanh tịnh mà cái người bố thí không thanh tịnh, thì cái pháp bố thí ấy không được hoàn toàn trong sạch. Thế là về cái tài thí, đấy là có thể bố thí bằng những cái tài sản, những cái vật chất, những cái thuộc về sở hữu của mình, những cái vật dụng của mình mà mình bố thí cho những người đang cần, bố thí đúng thời, bố thí đúng người, bố thí một cách hợp pháp, bố thí với thiện tâm có trí tuệ, tức là vì cái tâm thiện của mình mong muốn những cái điều tốt lành cho những cái người là cần thọ nhận những cái vật bố thí ấy, và có cái sự hiểu rõ về cái nhân quả của cái pháp bố thí ấy, mình biết là cái việc bố thí ấy là nhân, nó sẽ cho ra những cái kết quả như mình mong cầu, mong đợi, mong muốn, thì đấy là bố thí với thiện tâm hợp trí tuệ. Còn một cái pháp thí nữa, đó là bố thí bằng những cái kiến thức, như là mình truyền dạy lại những cái văn hóa, những cái đạo lý, hay là một cái người mình biết chữ, mình giảng cho người khác, dạy cho người khác biết chữ, đấy cũng là một cái pháp bố thí. Hay là một cái người mình biết một cái ngành nghề, một cái công việc gì, rồi mình hướng dẫn cho người khác, mình dạy bảo cho người khác, để người đấy cũng biết về cái ngành nghề ấy, về công việc ấy, về những cái mặt kiến thức ấy. Hay là như người xuất gia thì học Phật Pháp và giảng dạy lại Phật Pháp cho cho những thế hệ đi sau, cho các hàng Phật tử tại gia, thì đấy cũng là pháp thí. Đức Phật dạy là pháp thí thắng mọi thí, pháp hỷ thắng mọi hỷ, pháp vị thắng mọi vị, ái diệt hết khổ đau. Nên là cái người nào mà biết mà có thể bố thí được pháp, giảng dạy được pháp, thì đấy là một cái pháp bố thí thủ thắng. Hay là có thể mình học được những cái đạo lý, những cái giáo pháp giác ngộ giải thoát từ Đức Phật, rồi sau đó mình có thể chia sẻ lại với những người chưa biết đến Phật Pháp. Cái người mà mình có kiến thức nhiều về Phật Pháp, mình có thể chia sẻ đến những người mới sơ cơ, chưa có nhiều kiến thức về Phật Pháp. Thì mỗi khi mình chia sẻ những cái pháp ấy thì cũng đều được gọi là pháp thí, đều được gọi là một cái phương diện bố thí. Đấy được là cái phương diện thứ hai. Còn bố thí ở phương diện thứ ba là bố thí về vô úy thí. Mình có thể giúp cho ai đó thoát khỏi một cái sự bất an, no nắng, sợ hãi, thoát khỏi những cái sự rủi ro, hay là những cái nguy hiểm cả về tinh thần hay là cả về thân thể, thì đấy được gọi là vô úy thí.
như là có những người người ta gặp những cái nạn, những cái rủi ro bất hạnh, như là gặp về chiến tranh, khi mà gặp chiến tranh tàn phá thì người ta mất cửa mất nhà, và trong những cái lúc đấy người ta bất an hoảng loạn, mà có người đến cứu giúp, giúp đỡ cho người ta qua được cái sự khó khăn ấy. Có những khi gặp về khó khăn về dịch bệnh, trong thời dịch bệnh ấy có những người đã tình nguyện đi làm những cái việc phước thiện để giúp đỡ những cái người nạn nhân, hay là về thiên tai. Có rất là nhiều những cái nỗi khổ đau ở trên cuộc đời. Nếu cái người nào mà có thể cứu khổ ban vui được cho những cái người đang gặp ở những cái hoàn cảnh khó khăn, những cái hoàn cảnh hiểm nghèo, những cái lúc mà người đấy đang gặp những cái chuyện rủi ro ấy, thì đấy được gọi là cái người ấy là cái người có sự vô úy thí, hay là giúp cho những cái người mà người ta bị những cái ác nhân, tức là bị những cái người bất thiện người ta chèn ép, hay là bị ác thần hay là ác thú. Có rất là nhiều những cái khổ nạn ở trên cuộc đời, và có những cái người mà người ta đang cần cái sự giúp đỡ của người khác, mà cái người nào mà có thể giúp cho người khác thoát khỏi những cái khổ ách, thoát khỏi những cái bất hạnh, những khổ đau ấy, thì đấy được gọi là vô úy thí. Vậy thì bố thí có ba cái cách thức như vậy, đó là mình có thể tài, là bố thí này về tài thí, hay là về pháp thí, hay là về vô úy thí. Thì mình, nếu như mình đã từng làm một cái pháp nào đấy trong ba cái pháp bố thí ấy, thì bây giờ mình có thể tưởng nhớ lại những cái pháp bố thí ấy, và mình thực hành pháp thiền niệm thí. Khi thực hành thiền niệm thí thì mình ngồi trang nghiêm, ngồi giữ lưng thẳng, giữ đầu thẳng, nhắm mắt lại, và mình nhớ lại những cái việc mà mình đã từng bố thí ấy, nhớ lại những cái thời điểm mà mình đã từng ban phát bố thí về tài thí, pháp thí hay là vô úy thí. Thì với một người mà mình thực hành thiền niệm thí, nó sẽ có rất nhiều cách để thực hành, và mình phải hiểu được cái ý nghĩa của từng cái cách thiền niệm thí ấy. Như là cái cách niệm thí đầu tiên, khi mình ngồi mình nhớ lại cái lúc mà mình đã từng bố thí đó, và tưởng niệm rằng thật là lợi lạc cho ta, thật là lợi lạc cho ta. Và mình cần phải hiểu được cái câu mà mình đang niệm ấy. Như là mình, khi mình ngồi bố thí mình niệm thật là lợi lạc cho ta, thật là lợi lạc cho ta. Vì khi mình bố thí cho người khác là mình đem lại cái sự an lạc cho người khác. Như là khi mình cái sự bố thí vì những cái tài vật của mình bố thí cho người khác, thì cái người nhận ấy có thể người ta vì cái tài vật ấy mà người ta được sống lâu hơn, thì đấy là cái mình đang ban cái sự lợi lạc cho người. Vì vậy mình cũng sẽ được nhận lại cái sự lợi lạc là sống lâu. Và hay là mình bố thí là mình ban cho người khác được mạnh khỏe, tức là vì có thể là mình cho người đấy về thức ăn, cho người ấy về y áo để mặc, cho người ấy về có chỗ ở, các cái vật dụng để sử dụng hàng ngày. Vì vậy mà người ta được sống lâu, được mạnh khỏe hơn, thì mình cũng sẽ nhận lại được cái phước lành là cái sự mạnh khỏe. Khi mình bố thí là mình ban cho người khác sự an vui, người nhận thí người ta được an vui, thì mình cũng nhận lại được cái phước lành là an vui. Vậy mình nhờ bố thí có thể mình sẽ cho người ấy được sắc đẹp, y áo, là mình đang cho người ban cái sắc đẹp cho người khác, thì mình cũng được nhận lại cái phước lành đó là sắc đẹp. Vậy thì hay là mình bố thí về pháp thí, những người mình dạy đạo lý, dạy về kiến thức, dạy về Phật pháp cho người khác, đấy cũng là cái sự bố thí về trí tuệ, thì mình cũng sẽ được nhận lại là mình sẽ có được cái trí tuệ ấy. Thế là mình gieo những cái nhân lợi nào thì mình sẽ được gặp lại được những cái quả về lợi nạc, tạo cái phước về lợi nạc, thì mình sẽ hưởng cái phước lành về lợi nạc. Vậy thì mình hãy, khi mà mình bố thí với thiện tâm hợp trí tuệ, mình biết là mình đang tạo những cái nhân an lành,
tạo những cái nhân an lạc, tạo những cái nhân lợi lạc cho người nhận, và mình cũng sẽ nhận lại cái sự lợi lạc ấy rất nhiều lần, to lớn hơn rất nhiều lần những cái mà mình đã ban ra. Vậy thì mình sẽ nhớ lại những cái hành động bố thí ấy và niệm rằng thật là lợi lạc cho ta, thật là lợi lạc cho ta, thật là lợi lạc cho ta. Cứ niệm như vậy, trong tâm mình sẽ cảm thấy hân hoan, trong tâm mình cũng sẽ cảm thấy hoan hỉ, trong tâm mình sẽ cảm thấy hoan an vui, trong tâm mình sẽ cảm thấy định tính và những cấu uế, những phiền não, những san tham, những cái tâm bòn sẻn nó được tiêu trừ đi, và mình sẽ an trú ở trong cái trạng thái hỷ lạc khinh an của cái pháp bố thí ấy. Đấy là cái cách thứ nhất để mình niệm về cái sự bố thí. Và cái cách thứ hai thì mình niệm về cái pháp bố thí, đó là mình niệm là thật là lợi ích cho ta, thật là lợi ích lớn cho ta, thật là lợi ích lớn cho ta. Vậy thì mình cũng nhớ lại những cái hành động mà mình đã bố thí và mình niệm như thế. Và vì khi bố thí mình sẽ hiểu được cái quả của cái việc bố thí ấy. Nên là mình bố thí như Đức Phật dạy trong kinh, thì một cái người bố thí cho những cái chúng sinh thấp kém, như là mình cho những cái loài súc sinh một cái bữa ăn, một cái món ăn gì đó, thì mình cũng sẽ nhận lại được cái quả báo gấp trăm lần những cái mà mình đã cho ra. Vậy thì mình gieo một cái nhân giống như gieo một cái hạt giống, và mình sẽ nhận lại được cái thành quả là lớn hơn rất nhiều lần. Vậy khi mà mình bố thí những cái vật ấy đến cho một cái người ác, một cái người bất thiện, thì mình cũng có phước lành, vẫn có công đức, và cái công đức phước lành ấy nó sẽ gấp hàng ngàn lần những cái mà mình đã cho ra. Khi mà mình bố thí đến một cái người hiền thiện, thì cái phước lành đấy nó sẽ lớn gấp trăm ngàn lần. Vậy khi mình bố thí đến một cái người có đức hạnh hay là có giới hạnh, thì cái thành quả, cái phước lành ấy sẽ lớn hơn rất nhiều, gấp hàng vạn, hàng triệu lần. Khi mình bố thí mà cái người thọ thí, cái người nhận thí ấy là một bậc thánh nhân, như là một bậc sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, hay là những bậc nậu tận thì được gọi là bậc ứng cúng, hay Đức Phật được gọi là bậc ứng cúng, bậc xứng đáng được cúng dường. Bởi vì khi mà mình bố thí cúng dường đến những cái bậc thượng nhân như vậy, thì cái công đức sẽ lớn gấp vô lượng lần. Vì vậy cho nên mới gọi là thật là lợi ích lớn cho ta, thật là lợi ích lớn cho ta. Đấy là vì mình hoan hỉ với cái việc bố thí ấy, vì mình biết rằng là mình đang gieo một cái nhân, giống như mình gieo một cái hạt giống xuống những cái mảnh đất, xuống những cái mảnh vườn, xuống những cái mảnh ruộng, và tùy theo cái mảnh ruộng ấy nó màu mỡ thì mình sẽ được thọ nhận lại những cái phước lành to lớn về tương lai. Và đấy cũng là một cái pháp để mình bố thí, thật là lợi ích lớn cho ta, thật là lợi ích lớn cho ta, thật là lợi ích lớn cho ta. Và cứ như vậy mà mình tưởng niệm, thì đấy là cái pháp về thiền niệm thí. Và cứ niệm như vậy cho đến khi mình đạt đến sự định tĩnh, đạt đến cái sự nhất tâm. Hoặc là mình có cái pháp niệm thí nữa, niệm thí nữa, đó là niệm rằng là giữa cuộc đời san tham bòn sẻn, ta không bị chi phối bởi san tham. Giữa cuộc đời bị ô nhiễm bởi san tham, ta không bị ô nhiễm bởi san tham. Đấy cũng là một cái cách niệm nữa. Vì ở trên cuộc đời người ta có cái sự san tham về trú xứ, về chỗ ở, người ta không muốn chia sẻ cho ai hết. Nếu như mình có thể chia sẻ được thì mình đã chiến thắng được cái tâm san tham ấy. San tham về trú xứ, san tham về nội dưỡng, tài sản. Tức là thường thường ở trên đời, cái người mà có cái tâm hào phóng để bố thí thì ít, mà cái người có cái tính bỏn sẻn san tham thì rất nhiều. San tham về nội dưỡng tài sản, san tham về tình cảm, tức là mình chỉ muốn người khác có cái tình cảm với mình, và mình không muốn chia sẻ cái tình cảm ấy,
hay còn gọi là san tham về quyến thuộc, san tham về bà con. Mình chỉ muốn những cái bà con quyến thuộc của mình dành cái tình cảm cho mình. Đấy cũng là một cái loại san tham. Và san tham pháp, tức là có những người, người ta có những cái kiến thức về thế gian hoặc là những cái kiến thức về Phật Pháp, nhưng người ta cũng không muốn chia sẻ cho người khác. Người ta vẫn muốn giữ những cái kiến thức đấy cho bản thân mình, để cho mình giỏi hơn người khác. Và người ta không muốn người khác giỏi hơn mình. Người ta muốn là mình phải là người có nhiều tài sản hơn người khác. Người ta không muốn người khác nhiều có tài sản bằng mình, cho nên người ta không muốn bố thí về tài sản. Người ta có cái tâm san tham như vậy, thì có san tham chú xứ, san tham về nội dưỡng, san tham về quyến thuộc, san tham về pháp. Thì trong các cái san tham ấy, thì cái hạ liệt nhất đó là cái người san tham về pháp, tức là cái người nào mà mình có kiến thức mà mình không muốn chia sẻ thì đấy là rất là hạ liệt. Bởi vì chia sẻ thì không bao giờ những kiến thức ấy nó vơi đi. Có thể chia sẻ tài sản nó có thể vơi đi, nhưng chia sẻ về kiến thức thì không bao giờ nó vơi đi, không bao giờ nó mất mát đi cả. Nên là Đức Phật mới gọi là cái hạ liệt nhất, tối thượng nhất trên đời là cái người có những cái kiến thức, có những cái pháp thế gian, những cái pháp gì có lợi ích và có những cái pháp về giải thoát giác ngộ mà không chia sẻ cho người khác, thì đó là tối thượng của sự của cái sự hạ liệt. Vậy thì một cái người mà mình càng có cái tâm hào phóng bố thí là cái người đấy chiến thắng được cái lòng bỏn sẻn san tham của chính mình. Mình thoát ra khỏi cái bỏn sẻn san tham ấy. Như Đức Phật cũng dạy là cái người nào mà bị mà san tham, cái người nào bỏn sẻn san tham, người ấy không thể chứng được sơ thiền, không thể chứng được nhị thiền, không thể chứng được tam tứ thiền, người ấy không thể nào chứng được những pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh, không thể chứng được thiền thông đạo quả nếu cái người ấy là cái người còn san tham. Vậy thì nó tùy vào cái tấm lòng rộng mở của mình. Cái người nào có cái đức hạnh, cái người nào có cái thiện tâm thì cũng sẽ được thể hiện bằng là cái người ấy sống có cái sự chia sẻ với người khác, có cái tâm là muốn làm lợi lạc cho mình như thế nào thì mình cũng muốn làm lợi lạc cho người khác như thế vậy. Mình muốn cho mình an vui như thế nào, mình cũng muốn người khác an vui. Mình muốn cho mình thoát khỏi những khổ đau như thế nào, mình cũng sẽ muốn cho người khác thoát khỏi khổ đau như vậy. Mình thấy rằng mình thiếu thốn cái gì, mình khổ sở như thế nào thì người khác, người ta thiếu thốn, người ta cũng khổ sở như vậy. Khi mình gặp những cái sự khó khăn, khi mình gặp những cái sự bất hạnh như thế nào thì người khác, người ta gặp khó khăn bất hạnh, người ta cũng mong muốn được giúp đỡ như thế vậy. Vậy thì là một cái người có thiện tâm, là một cái người có cái lòng từ bi bác ái ở trên đời, thì cái người ấy sẽ quan tâm đến người khác, mong muốn những cái điều lợi ích cho người khác, thì cái người đấy sẽ không còn san tham nữa. Vậy thì cái niệm thí cũng là vậy, cái người ấy sẽ niệm là trong giữa cuộc đời bị chi phối bởi san tham, ta không bị chi phối bởi san tham. Và mình cứ thế mình niệm, nhớ lại những cái lúc mình đã từng bố thí và niệm giữa cuộc đời bị chi phối bởi san tham, ta không bị chi phối bởi san tham. Cứ như thế mình niệm và mình cũng sẽ cảm thấy hoan hỉ lên. Cái tâm của mình nó hân hoan, nó hoan hỉ, nó có cái sự hỉ lạc, nó phát sinh ra từ cái sự niệm thí ấy. Và cái pháp, cái cách để niệm thí nữa, đó là niệm thí là vì ta hoan hỷ được chia sẻ, tức là ta hoan hỷ được ban phát, được chia sẻ cho người, thật lợi lạc cho ta, thật lợi ích cho ta. Giữa cuộc đời bị chi phối bởi san tham, ta không bị chi phối bởi san tham, ta bố thí một cách rộng rãi, với bàn tay rộng mở. Thì đấy cũng là một cái cách niệm nữa. Niệm là ta bố thí một cách rộng rãi, với bàn tay rộng mở. Ta bố thí một cách rộng rãi, với bàn tay rộng mở. Đấy là một cái cách niệm.
Nên bố thí một cách rộng rãi là cái người ấy mình có cái tâm rộng rãi, là cái mình không phải là mình bố thí chỉ giới hạn cho những cái người thân của mình, hay là chỉ giới hạn cho những cái người nào mà mình có thiện cảm, hay chỉ những người nào là những cái người trong gia đình con cháu mình, mà mình không bố thí được cho những người hàng xóm, hay là mình chỉ bố thí được cho những người trong dòng họ mình, hay là người ấy mình chỉ bố thí được cho những người cùng trong dân tộc của mình, hay là bố thí được với những người ấy cùng trong cái tôn giáo của mình, hay là mình chỉ bố thí được đến cái đối tượng là loài người, mà mình không bố thí được đến những cái chúng sinh là không phải loài người. Vậy cái người nào mà bố thí một cách rộng rãi thì cái người ấy bố thí cho bất cứ một chúng sinh nào, một đối tượng nào, một nhân vật nào, một cá nhân, cá thể nào mà người ta đang cần sự bố thí. Dù đó là một cái chúng sinh, là một cái sinh vật thấp kém, hay đó là một người, hay đó là một phi nhân quỷ thần, hay đó là một phàm nhân, hay đó là một thánh nhân, hay đó là một chư thiên, hay đó một là một người nhân loại, mình cũng có thể bố thí được hết. Thì đấy được gọi là ta bố thí một cách rộng rãi, ta đã bố thí một cách rộng rãi. Tức là một cái rộng rãi là không phân biệt, không phân biệt cái người đó là người cao hay người thấp, người sang hay là người hèn, người xa hay là người gần, mà cái người đấy là người cần có sự bố thí thì mình sẵn sàng có thể giúp đỡ được, có thể bố thí được cái gì mình sẽ bố thí cái đấy. Và cái sự ta bố thí một cách rộng rãi ấy là bố thí với một cái tâm rộng rãi, hoan hỷ trong cái việc bố thí ấy, chứ không có cái tâm nó là tính toán, không có cái tâm tính toán là ta sẽ cho người ấy cái này rồi ta sẽ được mọi người biết đến. Tức là một cái người mà bố thí mà có cái sự tính toán là ta bố thí để được danh tiếng, tức là để được cái tiếng khen, tiếng tốt ở trên đời, thì đấy không phải là cái tâm rộng rãi, mà cái tâm có sự mong cầu, có cái sự toan tính thấp kém ở trong đấy. Hay là mình nghĩ rằng ta sẽ bố thí cho người này, rồi sau đó người đó sẽ cho lại ta cái khác, ta bố thí một cái vật nhỏ này, ta sẽ xin lại người ấy cái vật lớn hơn. Thì đấy cũng là một cái cách bố thí có tính toán, không rộng mở. Vậy thì ta bố thí với bàn tay rộng mở là cái người ấy bố thí với cái tâm hào phóng như vậy, không nghĩ rằng mình bố thí rồi mình sẽ được danh tiếng, hay là mình để mình đi kể, đi khoe với người khác, để cho người khác, người ta nghĩ rằng mình là người tốt, để tăng cái uy tín của mình lên, tăng cái danh vọng của mình lên. Thì đấy là một cái pháp bố thí tầm thường. Còn cái sự bố thí mà mình không tầm cầu cái sự tầm thường nhỏ bé ấy thì mới được gọi là bố thí một cách rộng rãi. Một cách rộng rãi giống như là một cái người có cái lòng từ bi vô lượng. Khi mình bố thí nó câu hữu với tâm từ. Trong cái lúc mình bố thí ấy mà cái tâm của mình là một cái tâm từ, là mong muốn cho tất cả chúng sinh, những cái người mà đang thọ nhận vật thí này, cũng như tất cả những chúng sinh khác được an vui hạnh phúc. Đấy là bố thí với tâm từ như vậy, mong muốn cho tất cả những cái chúng sinh, hay là với những cái người người ta đang khổ đau, người ta sẽ được thoát khổ đau. Mong muốn cho tất cả những cái người nào người ta đang an vui, người ta không phải xa lìa sự an vui ấy. Hay là bố thí với cái sự tuệ tri, hiểu rõ về nghiệp và quả của nghiệp, là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Và mình bố thí với một cái tâm như vậy cũng được gọi là bố thí một cách rộng rãi. Ta bố thí một cách rộng rãi, ta đã bố thí một cách rộng rãi. Và cứ như thế mình tưởng niệm, và mình cứ niệm như thế: ta bố thí một cách rộng rãi, ta bố thí một cách rộng rãi. Cái rộng rãi là rộng rãi về cái tâm của mình, cái tâm rộng mở của mình, không giới hạn cái đối tượng nhận thí đó là ai cả, xa gần hay quen lạ gì hết. Và một cái cách niệm thí nữa đó là ta bố thí với bàn tay rộng mở, ta bố thí với bàn tay rộng mở. Với cái bàn tay rộng mở ở đây là ta bố thí
với cái tự tay mình bố thí. Một là chính tự tay mình dâng cái vật thí ấy cho người, hoặc là chính cái bàn tay mình làm ra cái vật thí ấy. Đấy là cái bàn tay rộng mở của mình. Đấy là cái sự bố thí mà nó đúng thời, đúng lúc. Mình biết được là ở cái thời điểm này là mình nên bố thí cái gì, ở cái thời điểm này là nên bố thí về tài vật, hay cái thời điểm này là có thể bố thí về pháp, về tinh thần. Cái người mà người ta đang cần, đang thiếu thốn, nhưng người ta đang đói thì người ta cần ăn, người ta đang không có y áo thì người ta cần y áo để mặc, người ta đang ốm đau thì người ta cần thuốc để chữa bệnh. Nhưng mà cái lúc đấy là cái lúc mà người ta đang có những cái sự bất an về tinh thần, thì cái người ấy cần phải được bố thí về tinh thần, về cái sự an ủi, động viên hay là khích lệ để làm cho người ta phấn khởi lên. Thì đấy là cái người bố thí nó hợp thời và biết rõ cái đối tượng nhận thí. Và cái người ấy là bố thí, ta bố thí với bàn tay rộng mở, ta bố thí với bàn tay rộng mở, thì cũng giống như là ta bố thí một cách rộng rãi vậy. Cái người ấy cũng bố thí một cách rộng rãi, không giới hạn như thế. Thì đấy là một cái cách niệm thí, là ta bố thí một cách rộng rãi với bàn tay rộng mở, ta là bố thí một cách rộng rãi với bàn tay rộng mở. Đấy, và mình cứ như thế mình tưởng niệm, mình tưởng niệm như thế và mình sẽ cảm thấy có cái sự hân hoan, có cái sự hoan hỷ, có cái sự hỷ lạc trong cái lúc mình niệm thí ấy. Để là ta bố thí thật lợi lạc cho ta, thật lợi ích cho ta. Giữa cuộc đời bọn sẻn san tham, ta không bị chi phối bởi san tham, ta bố thí một cách rộng rãi với bàn tay rộng mở, hoan hỷ được cho, được chia sẻ. Vậy thì cái cách niệm thí nữa đó là ta hoan hỷ được chia sẻ, ta hoan hỷ được ban cho, ta hoan hỷ được chia sẻ, ta hoan hỷ được ban cho, chia sẻ với người khác. Thì đấy cũng là một cách niệm. Nhưng mà cái người mà bố thí thì cái người ấy cần phải bố thí với cái tâm hoan hỷ. Hoan hỷ trước khi bố thí, hoan hỷ trong khi bố thí, và hoan hỷ cả sau khi bố thí. Thì mình hoan hỷ bởi vì mình biết được là cái sự bố thí ấy sẽ đem lại cái sự lợi lạc cho mình, sẽ đem lại cái sự lợi ích lớn cho mình, sẽ đem lại cái sự lợi lạc cho người nhận, sẽ đem lại cả cái sự lợi ích lớn cho người nhận. Vậy cái sự bố thí là cái sự làm lợi lạc cho cả người nhận và làm lợi lạc cho cả cái người bố thí, cho cả người cho. Và cái người ấy do có cái thiện tâm như vậy, do có cái trí tuệ biết hiểu rõ về nhân quả như vậy, thì cái người ấy sẽ không hối tiếc. Tức là trong cái sự bố thí mình không có cái tâm hối tiếc ở trong ấy. Nên nếu mà một cái người mà bố thí xong rồi mình cảm thấy có cái sự hối tiếc thì cái pháp thí ấy nó bị ô nhiễm. Vậy thì mình cần phải hoan hỷ trước khi bố thí, hoan hỷ trong khi bố thí và hoan hỷ sau khi bố thí nữa, thì cái pháp niệm thí ấy nó mới được hoàn toàn thanh tịnh. Vậy thì mình thường xuyên tưởng nhớ lại cái hành động bố thí của mình với cái tâm hoan hỷ như vậy, thì cái thiện tâm của mình nó cứ tăng trưởng đi, và cái công đức, cái phước này nó cũng tăng trưởng theo cái sự mà hoan hỷ về cái pháp bố thí ấy. Còn có thể là trước khi bố thí mình hoan hỷ, nhưng sau khi bố thí mình lại cảm thấy hối tiếc thì cái pháp đấy là không hoan hỷ. Hoặc là trước khi bố thí thì mình còn có một cái chút hối tiếc, nhưng mà trong khi bố thí và sau khi bố thí mình lại hoan hỷ. Đấy là cũng tùy theo mỗi người như thế. Có những người thì hoan hỷ cả trước khi bố thí, trong khi bố thí và sau khi bố thí, thì cái phước lành đấy nó sẽ làm cho cái người đấy có được cái phước viên mãn nhất. Trong kinh điển của Đức Phật đã nói về nhiều cái câu chuyện của có những cái người triệu phú mà người ta có tài sản rất lớn, người ta có rất là nhiều cái danh vọng tài sản, và Đức Phật thường nói về cái tiền thân của người ấy. Đó là những cái người ấy đã từng bố thí. Như là có những cái người triệu phú thì đời này người ta rất nhiều tài sản, nhưng người ta lại sống rất là keo kẹt buồn xỉn. Bản thân họ cũng không bao giờ thọ nhận, không bao giờ thọ dụng những cái tài sản mình làm ra. Và người ta sống rất là khắc khổ, ăn những cái đồ ăn rất là
rất là thấp kém, sử dụng những cái vật dụng rất là thấp kém, và người ta chỉ tích trữ những cái tài sản ấy, rồi đến khi chết thì lại để lại cho người khác mà không thọ dụng. Bản thân người đấy sống rất là keo kẹt bòn xỉn như vậy, không mình không thọ dụng cũng không cho người khác thọ dụng. Thì Đức Phật thường hay nói về cái tiền thân của người ấy, đó là kiếp trước vị ấy đã từng bố thí, nhưng mà sau khi bố thí vị đó lại hối tiếc. Vì cái tâm hối tiếc ấy, vì cái hành động bố thí ấy vẫn khiến cho cái người bố thí được cái phước đó là giàu sang, có nhiều tài sản. Nhưng vì cái tâm hối tiếc nó cho cái quả đó là cái đời này cái người ấy không có cái tâm muốn thọ dụng cái tài sản ấy, dù mình có rất nhiều nhưng mình không muốn thọ dụng, không muốn hưởng thụ cái tài sản ấy, và chỉ muốn tích trữ vào để đấy cho đến hết đời mà thôi. Thì đấy là cái hoan hỷ trong bố thí nó cũng rất là quan trọng. Vậy thì cái người ấy mới niệm như thế, ta hoan hỷ được ban cho, hoan hỷ được chia sẻ, ta hoan hỷ được ban cho, hoan hỷ được chia sẻ. Và cứ như thế mà niệm thì cái tâm của mình nó cũng sinh ra cái hân hoan, sinh ra cái sự hoan hỷ. Và có một cái cách cuối cùng nữa của cái pháp niệm thí, đó là niệm là mong cầu, ta mong cầu có người đến đến, ta mong cầu có người yêu cầu, mong cầu có người đến xin, mong có người đến yêu cầu, mong có người đến xin. Với một cái người mà có cái tâm bố thí, như là có những cái người người ta làm ra những cái bố thí đường, làm ra những cái nhà phước thiện, hàng ngày có thể người ta sẽ làm hàng trăm suất cơm, hàng ngàn suất cơm để người ta bố thí cho những cái người nào mà cần những cái vật thực. Thì những cái người mà người ta làm những cái việc ấy thì người ta cũng luôn luôn có cái no nắng là hôm nay ta chỉ sợ không có ai đến nhận, không có ai đến xin, không có ai đến mong đến để yêu cầu. Thì và cái người đấy sẽ rất là sợ khi ngày nào mà không có người đến xin, không có người đến yêu cầu. Vậy thì cái người bố thí thì sẽ luôn có cái tâm là mong có người đến xin, mong có người yêu cầu, mong là sẽ có người đến yêu cầu, mong có người đến xin. Với cái người nào mà mình không có cái tâm bố thí thì mình sợ, cái người bỏn sẻn thì chỉ sợ là ta sợ có người đến xin, ta sợ có người đến yêu cầu, thì ta sẽ rất là khó chịu, buồn phiền. Nhưng cái người có tâm bố thí thì sẽ luôn luôn có cái tâm lý là mong có người đến xin, mong có người yêu cầu. Cũng như vậy, như nhờ một cái vị thầy mà muốn bố thí pháp thì mong rằng có Phật tử đến nghe pháp, mong đấy cũng là một cái cách là mong có người đến cầu pháp, mong có người đến cầu đạo. Cũng như vậy, một cái người mà bố thí về tài sản cũng vậy, mong có người đến xin những cái vật này, mong có người đến yêu cầu những cái vật này. Giống như một cái người bán hàng mong sao có khách hàng đến để mình bán được sản phẩm. Như vậy thì cái người mà có cái tâm bố thí thì cũng thế, phải có người đến yêu cầu cần những cái vật dụng ấy, mình mới có cơ hội để bố thí. Như là cái pháp bố thí này nó chỉ dễ làm, dễ có thể thực hiện được khi mà mình ở cái cõi người, cõi nhân loại này thì mình mới có thể dễ dàng làm được việc bố thí. Còn nếu như những các hàng chư thiên sinh ra ở các cõi thiên giới có muốn làm bố thí rất khó. Các vị chư thiên mà muốn bố thí ở cõi thiên giới thì các vị chư thiên ở cõi thiên giới không ai thiếu thốn, người ta không thiếu thốn về tài sản, cho nên là các vị chư thiên rất khó tạo ra được cái phước bố thí. Và cái phước bố thí thì rất dễ dàng tạo ra ở cõi người. Cõi người là cái cõi dễ dàng tạo ra bố thí nhất, cho nên nhiều vị chư thiên muốn bố thí, các vị ấy cũng còn phải xuống cõi người để bố thí. Có thể các vị ấy phải biến ra thành những người này người khác để đem những cái vật ở chư thiên đến bố thí. Như khi thời Đức Phật mà có cái ngay cả thiên chủ Đế Thích, vua trời Sakka, nhiều khi còn phải hóa hiện thành những cái người ở nhân gian rồi để cúng dường vật thực lên các bậc trưởng lão, các vị tỳ kheo, như là cúng dường đến tôn giả Xá Lợi Phất hay là tôn giả Maha Kassapa, là để được cúng dường những cái vật dụng ấy. Thì vì cõi chư thiên rất khó có thể tạo ra được phước lành bố thí, còn cõi người thì có thể bố thí được, và có những ai cũng có thể bố thí được, vì bên cạnh mình luôn luôn có những người thiếu thốn hơn, có những chúng sinh thiếu thốn hơn, ngay cả những cái người
rất là khó khăn, không có nhiều tài sản, mình vẫn có thể bố thí cho những cái con, cho những cái sinh vật rất là nhỏ bé, chim trời cá biển đều là những cái đều là những cái đối tượng có thể thọ nhận được cái vật thí ấy. Hay cả những cái người nghèo khó đi ăn xin từng bữa ăn ở ngoài đường cũng là những cái người mình có thể bố thí được, mình có thể bố thí đến những người thiếu thốn hơn về vật chất, về tinh thần. Vậy thì tùy theo cái khả năng của mình, người có nhiều tài sản thì mình bố thí tài sản, người có nhiều về pháp, về tinh thần, mình bố thí về những cái pháp về tinh thần. Người có thể bố thí là có thể đem lại cái sự thoát hiểm nguy cho người khác, giúp cho người khác thoát khỏi những cái bất an sợ hãi, thì mình hãy bố thí về những cái sự vô úy thí, tài thí, pháp thí, vô úy thí đều là những cái pháp mình có thể tạo được ở cõi người. Và khi đã làm được những cái việc ấy rồi thì mình sẽ thực hành được cái pháp thiền niệm thí này. Thì đấy là có rất là nhiều cái cách về niệm thí như vậy, mình phải chọn một trong những cái cách đấy, và cái cách nào mà mình cảm thấy hoan hỷ nhất, cái pháp nào mà mình cảm thấy dễ hiểu nhất thì mình sẽ thực hành cái pháp thiền niệm thí bằng cái cách này. Là có thể niệm mà trong cái lúc niệm là mình phải nhớ lại cái thời điểm mà mình đã từng bố thí về bất cứ một cái gì nào đó. Mình có thể niệm một cái câu thứ nhất là thật là lợi lạc cho ta, thật là lợi lạc cho ta, thật là lợi lạc cho ta, và cứ thế mà tưởng niệm thường xuyên, tưởng niệm liên tục cho đến khi định tĩnh thì thôi. Khi nào mình thực hành nó, khi nó thuần thục rồi thì mình mới niệm tiếp đến những câu tiếp theo: thật là lợi lạc cho ta, thật là lợi ích cho ta, thật là lợi ích cho ta. Thì khi mình niệm như vậy, thật lợi lạc cho ta, thật lợi ích cho ta, trong cuộc đời bị chi phối bởi san tham, ta không bị chi phối bởi san tham, ta bố thí một cách rộng rãi với bàn tay rộng mở, hoan hỷ được cho, được chia sẻ, mong có người yêu cầu. Đấy là những cái cách để bố thí, và mình cần phải niệm từng cách một, cần niệm từng câu một, rồi cứ dần dần tưởng niệm như thế. Khi mình thường xuyên tưởng niệm như vậy thì mình sẽ thấm nhuần được cái đức hạnh của cái sự bố thí, thấm nhuần được cái sự lợi lạc, cái sự lợi ích, và mình sẽ thấy hiểu sâu sắc hơn về cái hạnh bố thí ấy. Và cái người nào mà thường xuyên tưởng niệm về cái pháp bố thí thì cái người ấy sẽ dứt bỏ đi được cái bọn sẻn san tham, và mình sẽ cảm mình sẽ tích cực làm việc bố thí nhiều hơn, hay là mình thấy những người khác làm những việc bố thí mình sẽ có cái sự hoan hỷ hơn, mình có cái sự trân trọng với những người làm việc bố thí ấy. Và nếu như trên cuộc đời này mọi người đều có cái tâm đó là hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau, chia sẻ cho nhau, bố thí cho nhau, thì mọi người sẽ sống với nhau bằng cái lòng từ ái, bằng cái sự an vui, thì cuộc đời này sẽ có nhiều cái sự an vui hạnh phúc. Vậy thì cái pháp thiền niệm thí là một cái pháp để vun bồi đức hạnh của mình, vun bồi cái đạo hạnh của mình, làm dứt bỏ đi rất là nhiều những cái tâm hẹp hòi, làm dứt bỏ đi những cái san tham, những cái bòn xẻ, những cái ích kỷ nhỏ nhen, chỉ hướng đến cái sự làm lợi lạc cho bản thân mình. Mà cái người ấy sẽ có cái sự quan tâm đến người khác, có cái tâm giúp đỡ những người khác, và nhờ vậy cho nên cái người làm cái việc bố thí ấy sẽ có nhiều bạn bè, cái người ấy sẽ có nhiều thân bằng quyến thuộc, cái người bố thí ấy sẽ được danh tiếng, sẽ được mọi người tôn trọng, sẽ được mọi người kính nể, cái người ấy sẽ có cái sự tự tin, không sợ hãi rụt rè khi đứng trước hội chúng, cái người ấy khi mạng chung thì tâm sẽ không bị tán loạn, và sau khi thân hoại mạng chung thì cái người có những cái phước lành, cái công đức của bố thí ấy sẽ được sinh về cõi này, không phải sinh về cái cõi khổ đau. Và nhờ cái công đức phước lành của sự bố thí ấy thì ở những cái đời sau, cái người ấy sẽ luôn là một cái người có đầy đủ những cái mà mình mong muốn, có đầy đủ những cái mình mong cầu. Khi bố thí mà mình khởi tâm, hướng tâm đến cái tương lai là mình mong muốn là tương lai mình sẽ được sống lâu,
mạnh khỏe, an vui, có sắc đẹp, có trí tuệ thì nó cũng sẽ thành tựu được cái đời sống tương lai như mình mong muốn đấy. Hay có những người khi bố thí xong, cái người ấy sẽ khởi lên cái tâm ước muốn là cầu mong cái phước bố thí này để cho con được sinh về cõi thiên giới, thì có thể nhờ cái công đức bố thí ấy mà đời sau sẽ được sinh về các cõi chư thiên. Hoặc là từ cái công đức bố thí ấy mình có thể nguyện là nhờ cái công đức bố thí này mong cho con được chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ đau. Thì cũng nhờ cái công đức bố thí ấy mà cái người ấy có thể luôn luôn gặp được chánh pháp và thuận lợi trong cái sự tu tâm, đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát, đi đến niết bàn. Nghĩa là vì cái hành động bố thí sẽ đem lại cái sự lợi lạc, lợi ích như vậy, như Đức Phật vậy cũng thực hành những cái pháp bố thí trong khi thực hành Bồ Tát đạo. Bố thí rất nhiều cho nên Ngài gieo được cái duyên lành với vô số chúng sinh. Vì phải gieo tạo cái duyên lành với chúng sinh như vậy, khi Ngài thành Phật rồi, Ngài mới có thể phổ độ được chúng sinh. Vậy cái người nào sống ở trên đời mình bố thí là mình đang gieo những cái duyên lành, kết những cái duyên lành, và những cái duyên lành ấy sẽ khiến cho người ấy có nhiều bạn lành, sẽ khiến cho người ấy có nhiều bạn tốt, sẽ khiến cho người ấy có nhiều những bậc thiện tri thức để sống ở nơi nào mình cũng sẽ được cái sự an vui, đầy đủ được những cái điều như mình mong cầu mong muốn. Và đấy là cái pháp thiền niệm thí, cũng là một cái pháp môn tu tâm để mình chế ngự được những phiền não, để tăng trưởng được trí tuệ. Và đó là một cái pháp mà mình sẽ thực hành trong cái buổi thiền hôm nay. Mình sẽ thực hành cái pháp thiền niệm thí này. Thì bây giờ là đến cái giờ mà mọi người sẽ thực hành thiền, và mọi người sẽ thực hành pháp thiền niệm thí.